chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp chiếc mực cũng như là việc sinh lập in của máy in BC42T. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp giấy mực. Thì mình có chuẩn bị cho các bạn trước là một cuộn giấy và một cuộn mực. Và cái này là những phụ kiện đi theo máy. Cái này là cái đồ bỏ giấy, người ta hay gọi thường gọi là cái gấp giấy. Còn đây là hai cái trục để mình bỏ mực vào. Đầu tiên các bạn bung cái nắp máy cho mình. Tiếp theo là bung cái đầu in, thì các bạn chỉ cần ấn vào hai cái gạt này thôi thì nó sẽ bung lên. Để lắp giấy thì các bạn lấy cho mình cuộn giấy. Cái này là cái đồ gấp giấy. Các bạn lọt vào cho mình. Đây. Đây, trên máy nó có hai cái khớp nên các bạn bỏ vừa vào hai khớp này. Rồi, lòn cho xuống dưới. Kéo lên trên. Đây các bạn để ý không? Đây là hai cái đồ nẹp giấy. Mục đích của hai cái đồ nẹp giấy này là để giữ cho giấy của mình lúc in nó sẽ không bị chảy. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp mực. Thì cuộn mực của mình nó sẽ có hai mặt. Một mặt mực và một mặt không mực. Hầu như là mặt nhám sẽ là mặt mực và mặt bóng sẽ là mặt không mực. Mình sẽ lấy một cái lõi mực đây. Các bạn nhớ cái đầu tròn bên này, đầu tròn to này, nó sẽ nằm bên phía tay phải của mình. Này, bạn lắp vào. Đây. Đây. Hai cái trục này là hai cái chỗ để mình lắp cái cuộn mực vào. Đây các bạn để ý ha, cái đầu to này. Các bạn ấn vào để qua phim phía tay phải giúp mình. Rồi. Đây. Xoay. Xoay và nó vào khớp rồi, các bạn thấy này. Tiếp theo là mình sẽ lắp cho các bạn đó là cái cuộn thu, thu lại những cái mực mà mình đã xài. Đây, lắp vào, cũng y chang như cái cuộn mực thôi. Đây. Rồi các bạn xoay ra, xoay cho nó vào khớp này. Rồi, nó vào khớp cho các bạn. Tiếp theo là các bạn lấy cái mực này để cố định cái mực này, các bạn xé cho mình một ít giấy. Chế tem nhãn. Đây, bạn dán ngược vào. Rồi, các bạn cứ lăn cái trục này ha. Lăn khi nào mình thấy mực của mình nó là thẳng thì các bạn dừng lại giúp mình. Đây, như các bạn đã thấy đây. Cái mực của mình nó là thẳng rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh đầu in. Thì mục đích của vệ sinh đầu in thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ của cái đầu in của mình lên. Trong quá trình in đó, thì bụi bẩn nó sẽ bám vào cái đầu in. Thì việc vệ sinh đầu in sẽ giúp cho cái đầu in của mình nó sạch, rồi đảm bảo cái content của mình in ra nó chất lượng hơn, nó sẽ tốt hơn. Thì để vệ sinh đầu in, các bạn chuẩn bị cho mình một chai cồn, một bọc bông gòn. Thì hai cái này các bạn có thể ra ngoài tiệm thuốc tây, ngoài nó sẽ có bán cho các bạn. Đầu tiên để vệ sinh đầu in, các bạn nhớ là tắt nguồn cho mình. Tiếp theo là các bạn mở cái nắp máy lên. Nó cũng giống như lúc mà mình lắp giấy mực, các bạn cũng bung hai cái chốt này cho mình lên. Đây, bung lên. Rồi, các bạn thu cho mình cái cuộn giấy này lại. Hoặc là các bạn có thể tháo ra luôn. Đây, mình tháo cho các bạn. Tiếp theo, các bạn cái mực này, các bạn có thể kéo qua một bên. Hoặc là các bạn có thể tháo ra luôn cũng được. Cái này là tùy các bạn. Đây, các bạn thấy đây, cái này là cái phần đầu in của mình. Đây, cái phần màu xanh này là cái phần đầu in của mình. Để vệ sinh đầu in, các bạn lấy cho mình một ít bông gòn. Đổ một ít cồn vào. Các bạn vắt đi. Lúc vệ sinh, các bạn nhớ cho mình lau một đường từ trái sang phải. Hoặc là có thể làm ngược lại. Mình làm. Rồi, các bạn bỏ cái bông gòn này đi. Các bạn lấy cái bông gòn khác cho mình. Cũng nhúng cồn vào. Rồi, cũng làm tương tự. Kéo một đường qua. Kéo thêm một đường nữa. Nếu mà mình thấy bông gòn nó sạch, nó không còn bị bám bụi bẩn nữa, thì các bạn có thể lắp mực lại. Lăn một lại.
nắp lấy rồi. Mình chờ cho khoảng cỡ 2 phút đi, cho cồn nó bay hơi hết thì mình có thể in. À, cũng còn một cái này quan trọng nữa. Cái này là cái trục ruler. Cái này nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng con tem của mình in ra. Thì trong quá trình in á thì bụi bặm nó cũng sẽ bám vào chỗ này. Mình cũng phải vệ sinh cho nó. Đây. Bạn vào cho sạch đây. Cái trục ruler này mình có thể lăn ha. Đây, mình cầm này kéo này, bàn kéo này, nó sẽ quay. Làm cho mình. Bạn có thể chờ cho nó cồn nó khô, hoặc là có thể các bạn có thể lắp vào cũng được, không sao cả. Đây. Các bạn chờ cho mình khoảng cỡ 2 phút thôi cho cồn nó bay hết đi là các bạn có thể in lại bình thường. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn xong các bước vệ sinh đồ in. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ hotline 1900 338, hoặc là có thể truy cập vào website của công ty cho các bạn. Vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách lắp chiếc mực cũng như là vệ sinh đồ in của máy in Hollywell BC42T. Mọi thắc mắc cần được giải đáp thì các bạn có thể truy cập vào hotline 1900 338, hoặc là truy cập vào website mình để ở bên dưới để được giải đáp. Thì nếu các bạn thấy video này bổ ích thì có thể subscribe cho kênh YouTube của mình để nhận được những video bổ ích hơn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.